Cảm ơn quý vị đã kiên nhẫn theo dõi chương trình Góc nhìn tôn giáo buổi tối hôm nay. Trong phần 3 của chương trình tối hôm nay, chúng tôi xin được đặt câu hỏi là tại sao con người phải chết? Chết có phải là hết không như nhiều người thường nghĩ? Xin kính mời linh mục. Cảm ơn mục sư. Kính thưa quý ngài, kính thưa quý vị, cái chết đó chúng ta nhiều người sợ, tại vì thật cái chết phải đến với theo cái sự mà tự nhiên của con người nó đến, nhưng mà cái nguyên do cũng vì mà tội lỗi với sự mà không nghe lời Thiên Chúa của Adam và Eva để mang tới cái sự chết cho đến loài người và ảnh hưởng đến chúng ta trong cuộc sống hiện tại. Mà có thể một số người họ sợ chết, lý do là vì họ thấy là trên thế gian này cho họ quá nhiều của cải vật chất, và họ sợ là cái chết rồi sau đó họ sẽ ra đi, rồi những gì mà họ đã tạo dựng trên cuộc sống họ không có mang theo được, nên cảm thấy cái sự mà nuối tiếc, cảm thấy trong lòng rã rứt. Nhưng mà vì lý do rằng là họ sống mà họ không có lo cái sự sống đời đời sau này. Nếu mà mình sống mà mình vẫn lo cái sự đời sống đời đời sau này thì cái chết nó không phải cái sự mà chấm dứt, nhưng mà nó bước vào một cái điều mới qua tình yêu thương của Chúa ban cho, đó chính là cái sự sống của Thiên Chúa ban cho. Vì Chúa nói là ta là sự sống và là sự sống lại, và Ngài đã chết và đồng thời đã sống lại. Nên cái điều đó, điều tin vào Chúa không phải là cái sự mà mơ huyền, nhưng một cái thực tế, và đồng thời là một cái sự mà viễn ảnh mở ra chúng ta thấy một cái niềm hy vọng vào tương lai. Vì biết rằng là mình đặt vào nơi đấng mà mang tới sự sống, đấng ban cái sự mà yêu thương, và nếu mà muốn có đời sống sau này thì là chính đời sống hiện tại phải sống ra sao, trong sự mà yêu thương, trong sự nâng đỡ, trong sự coi như là nếm thử trước cái tình yêu thương tuyệt vời mà Thiên Chúa ban cho, nếm thử trước cái sự hạnh phúc mà mình biết sống, biết chia sẻ với tha nhân, với những người xung quanh, lúc đó đang tập sống đời sống hiện tại, để rồi bước vào cái đời sống sau này, bước vào cái chết, chúng ta không còn sợ nữa, nhưng mà được sống mãi mãi, được sống trường cửu vĩnh viễn. Xin mời. Kính thưa quý ngài và thưa quý vị, nếu mà đời sống của mỗi con người của chúng ta mà không có những cái đe dọa già bệnh và chết á, tôi nghĩ rằng không có gì vui đâu. Tại vì sao? Vì ai nấy cũng vậy thôi. Nhưng mà có già, có bệnh, có đau và cuối cùng có chết đó, đó là những cái thách thức, giống như những cái chặng đường thi để mà lên lớp. Đối với tôi, thi lên lớp là đúng nghĩa trong tôn giáo đó. Tại vì tôn giáo nào cũng không thiết lập cái hạnh phúc vĩnh viễn, vĩnh cửu ở trên trần gian này, mà phải đi qua cái già, cái bệnh, cái chết, cuối cùng từ bỏ cõi đời này để chuyển đổi qua. Và chuyển đổi qua bên đạo Phật là chuyển đổi qua một cái dạng khác, có thể là trở lại làm người, nhưng mà làm người là một con người cái dạng khác, ở một cái kiếp sống, hình thức khác, dòng họ khác, thời gian khác, địa điểm khác, vân vân. Hoặc là làm địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, trời. Thì chỉ có làm trời á, được biết trời tức là chư thiên, là angel đó, thì được không già, không bệnh, nhưng cuối cùng phải thay đổi, cuối cùng chấm dứt cái sự có mặt của cái kiếp làm trời đó và trở xuống làm những cái loài chúng sinh khác, vân vân. Như vậy thì cái chết đó là cái trạm cuối cùng để chấm dứt của tiến trình sinh lại. Nhưng đối với Phật giáo, chết không phải là hết, tiếp tục cuộc hành trình nữa. Trong quá khứ mình luân lưu nhiều đời nhiều kiếp cho tới kiếp này, và trong tương lai cũng vô số kiếp trong tương lai. Khi nào thì chấm dứt hết cái dòng trầm luân sinh tử đó, tức là đó là cái đạo Phật đưa ra, tức là con đường chấm dứt khổ. Và khi chấm dứt khổ thì không còn sinh lại, không còn sinh lại tức là không còn khổ. Và làm sao cái để mình hiểu, mình chứng đắc được cái không còn sinh lại, thì chính ở chỗ đó là gọi là niết bàn tịch tịnh đó. Thì cái đó tôn giáo, chúng ta sẽ đi sâu vào tôn giáo sẽ trả lời cho mỗi người. Trong sám giảng thì Đức Quỳnh Giáo Chủ dạy rằng dầu sinh ra ở đời này, con người dầu muốn hay không muốn cũng chịu với một cái định luật của thiên nhiên. Định luật đó bao gồm một chữ đạo, đạo của con người gọi bằng đạo nhân. Đi trúng thì sống, đi trật thì chết. Cái sống chết ở trong cái đạo nhân của bên Phật giáo Hòa Hảo là ngoài cái sống chết về thân xác, thì cái sống chết với cái quan niệm là mang hạnh phúc, giúp đời, giúp người, đó là sự sống. Mà cái chết là
tạo sự đau khổ, rồi làm oán hờn, gây chiến tranh thay vì hòa bình, đó là sự chết. Về cái thân chết về cơ thể thì tại vì hữu vi là cái gì mà có hình tướng thì tất hoại. Đối với cái quả địa cầu này bị chi phối bởi không gian với thời gian thì không có cái gì mà nó tồn tại. Do đó cái định luật là phải chết của con người có thân là phải có rã, thì cái định luật đó là từ thời xưa các chư Phật đã nói và đến giờ phút này thì chúng ta thấy nó hiển hiện. Từ ở chỗ mà chết rồi thì con người sẽ đi về đâu? Thì thưa quý vị, trong cái quá trình mà lúc mà Đức Quỳnh Giáo Chủ còn ở tại thế thì Ngài thấy được cái căn duyên của những người đến mà cho những ngày trị bệnh đó, hoặc là những cái người mà tham gia vô các cái cuộc mà kháng chiến để chống thực dân Pháp và chống Việt Minh, thì có những người thì Ngài nói rằng những cái chiến sĩ này, những cái thời trước đó đã là những cái vai trò gì cho đất nước và dân tộc, thành ra bây giờ trở lại để mà vai trả trong giai đoạn này. Cũng như Ngài quan niệm rằng đối với lại trong đạo thì những người nào mà tu hành thì đạo theo đạo, còn những người nào còn về nặng nợ với quốc gia dân tộc thì tại vì sao nặng nợ là tại vì cái nghiệp trước đã có gắn bó với lại đất nước và dân tộc và đã bị chết. Thí dụ như những vị anh hùng của dân tộc, những cái vị đó cái thời xưa cũng đã gắn bó với đất nước của mình, thành ra ngày các vị đó đã mất xong rồi đó, đâu có siêu, đâu có về, là tại vì các vị đó chưa có được giải thoát, thành ra phải trở lại trong cái luân hồi, mà trở lại luân hồi là tức là chết mà rồi trong cái cuộc chiến tranh không mất mà trở lại của cái thời kỳ của trong cái chiến tranh của đất nước Việt Nam để trả dai ở trong cái tiến trình đó. Nó từ đó mà đạo mới ra đời để chỉ rằng thế nào là sống, thế nào là chết và thế nào để chấm dứt cái chết mà qua cái tiến trình giải thoát của đạo. Thật vậy, Kinh Thánh đã khẳng định là theo như đã định cho loài người phải chết một lần rồi chịu đoán xét, cho nên vấn đề chết là con người không thể nào tránh khỏi cái điều đó và sẽ bị phán xét. Và câu hỏi đặt ra đó là ai sẽ phán xét, và Đức Chúa Trời sẽ phán xét con người, và qua Đức Chúa Giêsu là đấng ngồi ở trên ngai hay là tòa án trắng để xét xử con người. Kính thưa quý vị, lời của Chúa ghi cho chúng ta biết rằng vì tiền công của tội lỗi là sự chết, cho nên vì con người đã phạm tội chống nghịch lại với Thiên Chúa nên đó sự chết là một cái hậu quả ắt có và đủ, tức là con người phải gánh chịu bởi do tội lỗi của tổ tông truyền lại cũng như cho chính mình phạm. Cái điều ở tại đây tức là có một con đường mở ra cho chúng ta ngang qua xác của Đức Chúa Giêsu, tức là qua sự chết của Ngài ở trên thập tự giá, mà con người, tất cả những ai tin vào sự trả đền tội của Chúa Giêsu trên thập tự giá đó, thì người đó được sự sống đời đời, tức là ai tin Chúa Giêsu thì được sự sống đời đời. Cho nên vấn đề ở đây đó là cái chết nó chắc chắn sẽ đến, nhưng mà những ai tin Chúa hay là tiếp nhận Chúa Giêsu vào lòng và làm cứu Chúa của đời sống của mình đó, thì chính Chúa ban cho sự sống và sự sống đời đời. Chúa Giêsu cũng nói là các ngươi đừng có bối rối, đừng có sợ hãi, ta đi và sắm sẵn cho các ngươi một chỗ. Khi ta đã đi và sắm sẵn cho các ngươi một chỗ rồi, ta sẽ trở lại để đem các ngươi đi với ta, hầu cho ta ở đâu thì các ngươi cũng ở đó. Cho nên cái điều mà hy vọng cho những con cái của Chúa hay là những ai tin nhận Ngài đó là sau cái chết chúng ta có một nơi chốn để về, đó là thiên đàng vinh hiển, là nước trời hay là nước thiên đàng mà Đức Chúa Giêsu đã đi và sắm sẵn cho những ai đã tin nhận Ngài sẽ được bước vào sau cái chết đó, bước vào trong nước thiên đàng vinh hiển và được ở với Chúa đời đời. Cho nên xin kính mời quý vị đừng rời làn sóng, chúng tôi sẽ trở lại sau phần tư của chương trình để kết thúc.